lên đi, đủ lên nè, cây gửi con cua, cây gửi con cua mày, cái này ở ngoài lên hai gói trong thằng lên gói, thôi, nè chú Bình, cái này là thôi. Đại ơi, quýnh cho hợp lại đi, quạt lên cây, lên cho con cua. Quýnh đi, cây gửi con cua. Lên gói vậy? Ừ. Không có lại không chú? Anh có lại con gói không? Không. Rồi, xong chưa anh Tú? Này đánh đội công. Con phát trắng luôn mà. Bắt đi, bắt đi. Giới thiệu các bạn nghe kèo 3-3 đánh đôi công giữa Mỹ và Khang. Khang này ủa sao nó hối tăng trong nó hối Bình Dương. Bị đập ở cánh khắp năm mọi người. Hả? Ở khắp năm mọi người. À tức là giống thì như ăn, giống như thằng tài nhỏ họ bánh tre kia đó ha. Bảo ăn là hết viết luôn trời. Ờ ông hậu quên mấy chết ta hai chết phải không? Đang hết phải không? Xếp đầu xếp đang hết chưa? Có ăn có ăn chết phải không? Ồ hai chết luôn. Hai chết luôn. Không nhưng mà bạn này lên cái đà ai cũng khen nhá. Lên cái đà rất là đẹp luôn. Dễ dàng rất là đẹp. Tức là pha nhảy bật nhảy đập bóng là một kho bóng nào cũng có cái nét hết vậy. Còn chị ăn thua là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Rút kinh nghiệm thôi. Rồi cái mấy xe đó rồi vô có vô mấy gói không? Vô ba gói. Xe ba gói hả? Giá tứ là thất vọng luôn. Bàn gãy lên lỗ đúng không? Thì bằng lăng đẹp chứ bộ. Bây giờ bằng lăng luôn đi. Bằng lăng chứ chi tiết như bằng lăng tiếng luôn chắc ăn đi. Bằng lăng luôn đó. Ủa kêu vào. Bằng chắc không tới mét 7 đâu ha. Không tới mét 68. Mỗi mét 68 màu lên đào đẹp quá, rồi lên cao thuốc ở trên luôn. Mở quýnh thì xong mình thấy cái lưới này chắc hơn chuẩn chút quá ta. Cái này hơn chuẩn chút phải không? Cái này 2m4 mấy? 43. Nhưng mà hơn không phân hả? 47, 48. Đều căng một bằng sân đất, tên này sân khác. Cái đó bỏ rồi bắt được rồi. Điểm cho Khang 2-1. Nhưng mà gốc này tăng châu nó đâu nó không tăng châu nó mới không phải mà. Biết luôn. Tôi có dở cho thằng này nó lắm, tôi có thể tôi bắt bài mà chả bắt được 8 chứ. Mà bên bên này hay bên kia, nó bên kia thằng Khang ha. Tôi lót bàn á. Ví dụ nó lót ở dưới dưới thằng. Phải. Tao nói mày nè. Nó ngon người. Mày thấy mày đứng đây là nó quánh trời. Mày thấy đứng trời là mày quánh dưới. Nhưng mà mày đứng tao nói mày di chuyển chỗ khác. Bóng ngoài điểm cho Khang 3-1. Di chuyển đâu khác mình. Đứng chỗ nó quánh chết. Thằng này nó quánh lên bà lên đà thấy đẹp hả anh? Này nè, thằng Khang này nè. Ôn bằng này nè. Này nghe, mày qua quánh này. Ở này nó quánh dưới cầm. Ở quánh nói chung là có ý chí dấm cái thằng đầu trái của Hồng Hoa quánh đôi cầm với thằng Bắc Kỳ. Lên quánh bóng dứt khoát. Dứt khoát đúng rồi. Bàn này cũng vậy nữa. Vậy là anh nói là thằng Thông đó, thằng Thông cao lông chính đó, ừ, thằng đó lên lưới là gọi là nó quyết liệt luôn đó, quýnh một cái một chiếc cầu quyết liệt. Quá tốt. Mày cứ chuyện tốt thì tao quýnh cho. Quýnh nó bằng chạy nó. Hai bốn. Hai bốn hả? Bao nhiêu à? Hai bốn. Điểm cho Mỹ 2-4. Tốt ha. Bảo chắc là gì. Tốt rồi. Điểm cho Khang 5-2. Không gì đâu. Ở đây ngồi sao? Ờ, vậy anh khó chịu. Ở nó ở đâu cũng miền Tây nhưng mà nằm như đâu là Minh Thị. Nó còn ăn gian, nó còn ăn gian luôn á, Minh Thị. Ừ. Mở quýnh đi rồi. Không nói kèo hẹn với ai.
không có, không có chào hẹn, không có chào hẹn. Ba năm điểm cho Mỹ, 3 năm. Đó, cái nó thấy thương chưa sức bắt mà nó mình lỗi ha. Điểm cho hàng 6-3. Không, cái nó trồng xa lắm. Trời ơi, giá bành có gì cứu mà người. Điểm cho Mỹ 4-6. Có khi không phải là gì có ý nữa, mà có nhiều khi là cầu chiền hay là cầu công này kia nó quýnh theo cái hàng 6 đá bạc. Chớ Tú nè. Ừ. Thấy Tú hình nhích lên luôn là chớ là sao. Tôi tại người 4 cấp tôi về để tôi quánh. Tôi vô bạn nhiều đó chơi đấy ha. Cho không á. Cái này là 74 phải không ta? À. Quá tốt. Quên, nhiều quá không nhớ nổi, gặp mặt không nhớ nổi. Nó đâu nữa, đẩy nó bên cánh ghế nè. Dùng 57. Không quýnh yên, nó bỏ khoảng đầu 3 uống tháng này. Điểm cho Mỹ 57. Nó liền điện nó mấy bữa nay đi cũng dễ rồi đó. Chào, quýnh đội mấy cái đó là phải chuẩn xác mới được. Không có hay là không cho phép hư mấy những cái pha bóng như vậy. Điểm cho hàng 8 năm. Như mấy phe bên đây nó dễ quýnh mấy lỗi mấy cái đó. Chắc hơn nhiều lắm. Nó là thua là đáng thua không đó. Chứ không phải là thua kiểu tự thua. Điểm cho Mỹ 6-8. Sáu tám á. Ừ. Hả? Bóng ngoài. Má bảo vậy đó. Tới hồi nó vô xăng rồi sao lấy? Bảo lên. Điểm. 96. Tốt. Điểm cho Mỹ 79. Ủa bắt chết này mà giọng nói nó miền Trung mà nói đi luôn hay thương luôn hay gì phải không? Không biết luôn ha. Biết rồi, không nhưng mà cái hiện giờ đó, hiện giờ tức là cái là quê quán, còn cái này là quê quán ổn định. Còn cư trú ở đây. Ở Thanh Bình luôn ha. Thấy không? Những cái lỗi là gì đó, nãy giờ 2 cái lỗi thua người ta thấy không? Điểm cho Khang 17. Mà này quýnh xây đó mà vậy Tu. Quýnh tốt nè. Lâu cũng không có xanh chín, không có xanh lâu. Không quýnh cho biên phòng luôn. Quýnh tới phường là trong tiễn rồi ha. Ông mấy quá nấy mà ông lùng nhất đó. Nó được cái mùa đó, nước lạnh rồi. Tụi tinh đâu mà nó bắn hết ra ngoài cây ba mà nó chạy. Không quen ấy chủ nó rồi. Bằng chắc quýnh thấy im hừng thằng Lâm quá ta. Thằng Lâm thấy tăng không đẹp bằng đếm Lâm ơi. Lâm này ở nó quýnh Đà Lao không à. Này quýnh còn lớn gà nốt không? Nốt thật nốt đâu ăn không lắm. Nốt nào? Nốt dạ hả? Nốt dạ, ông nhắc được đi sao? Ừ, dính dạ giống quýnh sao loại này với trẻ mà. Ờ, trắng này chết à. Trắng này chết á. Bảo đảm. Ông trắng năm tiệt mà. Lấy thêm màn không? Không nó trong hàng thằng bốn mấy rồi. Năm mấy à? Năm mấy bốn mấy. Không tới năm mấy, bốn mấy hả? À? Gần 50. Sao nhìn nó dài chứ vậy? Không có đâu, nó 44 tuổi. Bốn mấy hả? À? Bốn người nhỏ hơn tôi tuổi 2 tuổi mà. Không. Nó năm phải không? Ông nhỏ, ông nhỏ. Ủa, này ở đâu? Nhỏ đây lắm. Mấy ta quá.
năm sáu cù lao anh á. Vậy mà bữa đi Châu Đốc như có mày đi theo đó phải không? Hả? Sao mày không học với bên chôm á mày? Chôm. Ba ngón chỉ xuống gì nè. Ăn chôm ba ngón được, năm ngón không được. Bốn mảnh chôm vậy. Hồi đó ai đó giữ lại tôi để con tay vô. Để con tay là dẫn ra. Xuống đó hồi đó bánh mà cửa lọt lòng bắt đó. Giấu chôm chim, chim con này nè. Trời ơi gặp na này bình thủy bệnh lên chôm hai chạc. Ông con bánh gì sư phụ lúc ông đó ông biết ông Hai Long không? Đồng hồ nữa à, đồng hồ và chú sữa đó sữa năm nay sữa đâu có ngàn lữ tao đó sữa ổng sư phụ rồi ổng chết à sữa đâu có ngàn lữ quýnh hồng tao đó ổng với cha con là tao phải trùng đó ổng cứ lên giữa cha là phải bụng cả bụng đó sữa đâu quýnh vừa vậy đâu quýnh còn lấy đâu ăn làm nó đập tao với lỗ nó đập tao lỗ cũng ba là mình cái sẵn này chính tắc là bao hết mình sữa làm vậy lắm chết rồi con và thêm ông hậu bên Tân Hòa nữa ông chặt rồi ông lá lớn hả rồi ông Hai Long bệnh chỉ con nhiều lắm à. Cha con chỉ dùng nặng hay lắm á hả điểm túi điểm 15 rồi okay. Càng chấp tìm chú vô đường bển đi Khang ơi. Trời ơi không thấy rồi. Chấp em bển là vừa đó anh Khang ơi. Chấp mấy ông già già này quýnh nghe ổng luôn. Giờ tôi quýnh à. Trời ơi. Nó quýnh kiểu nóng giận vậy trời. Quýnh mấy con trắng đi. Chẳng được học thì nó bệnh. Nó chú anh bông cái này không phải là đập mạnh mang ra đâu mà mình phải rồi cứ những thao tác mình chính xác á hoàn hảo dụ những cái pha bóng mà nó hư hoặc bóng gì đó thì mình phải nâng niu nó chứ giống như nãy chứ không mà bắt có một phỏng có thể qua trước quớt ngoài chứ thủ kỹ hay ha nãy giờ kỳ hai trái tới tay Mỹ không chắc 13-15 quá điểm 13-15 cho Mỹ là sinh năm 2001 2002 sao à nữa 19 rồi trong trường yếu chết luôn. Kêu làm giấy giả tao quýnh tiếp cho không chịu bỏ ra ngoài trái nữa cho lên 4 năm luôn trên rồi kết thúc rồi sẽ đấu Khang thắng Mỹ.